Tôi cũng nghĩ là chúng ta nên chấm dứt ở đây đi. Chấm dứt chuyện gì? Nói thật với cô, lúc đầu tôi cũng chỉ muốn trêu ghẹo cô, vì thấy cô hay hay lạ lạ. Nhưng càng lún sâu vào chuyện này, tôi thấy dường như là mình đang tự rơi vào cái bẫy do chính mình giăng ra. Anh nói gì tôi không hiểu. Tôi nghĩ là tôi đã yêu em rồi. Anh không nghĩ là cô được nghe giọng nói của em một lần nữa đó. Chứ không phải là anh rất biết chọn thời điểm để quên đồ sao? Ý em là sao? Anh không nhớ là anh để quên cái gì quán cà phê hả? Anh xin lỗi, nhưng mà bây giờ anh mệt quá. Chắc là anh bị cảm rồi. Người thì mệt, đầu thì đau. Không nhớ gì hết trơn anh. Thôi, em cứ giữ giùm anh đi nha. Alo.